Ngày 14 tháng 2, tại thị xã Kiến Tường, Ban chỉ đạo 389 tỉnh Long An phối hợp công an thị xã Kiến Tường tổ chức tiêu quỷ trên 50.828 gói thuốc lá ngoại nhập lậu. Đây là số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu mà công an các quyền Mộc Hóa, Vĩnh Hưng, thị xã Kiến Tường, Hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp, đồn biên phòng Sông Trăng, đồn biên phòng Bình Thạnh thu giữ được qua các đợt truy quét bắt giữ vận chuyển lậu qua địa bàn biên giới từ đầu năm 2023 đến nay. Trong đó lực lượng công an thị xã Kiến Tường thu giữ trên 27.600 gói, huyện Chỉnh Hưng trên 2.400 gói, huyện Mộc Quả trên 6.300 gói, đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp thu giữ trên 2.700 gói, đồn biên phòng Sông Trăng 8.000 gói, đồn biên phòng Bình Thạnh 3.000 gói và hải quan cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp thu giữ 600 gói. Việc phát hiện bắt giữ và tiêu hủy công khai số lượng thuốc lá ngoại nhập lậu nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người tiêu dùng, ngăn chặn nạn buôn bán vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, nhất là vào dịp cuối năm 2023.